Chào mừng tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với tiết học trực tuyến ở tuần thứ 5 ngày hôm nay. Thầy là Huỳnh Quang Phúc, đại diện cho nhóm toán 9 thực hiện tiết dạy. Chúng ta cùng vào tiết học tiết 45, ôn tập chương 3 tiếp theo. Ở bài toán 1, ta cho đề bài cho tuổi của hai anh em cộng lại là 26. Trước đây 4 năm, tuổi của anh gấp đôi tuổi của em. Tính tuổi mỗi người hiện nay. Thì trước khi vào bài toán 1 thì chúng ta sẽ ôn lại các bước để giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất, chọn ẩn đặt điều kiện thích hợp cho chúng. Biểu diễn đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết. Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Ở bước thứ hai, ta giải hệ phương trình nói trên. Và bước thứ ba là ta trả lời cho cái câu hỏi của bài toán bằng cách kiểm tra xem các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận. Thì quay trở lại bài toán 1 thì chúng ta sẽ có được cái bản tóm tắt như sau. Thì ở bản tóm tắt là con ta có được tuổi anh, tuổi em hiện tại và cách đây 4 năm. Thì thầy gọi tuổi của anh hiện nay là X. Thì lúc này tuổi của em hiện nay là Y. Thì ta có được cái tuổi của anh cách đây 4 năm là X trừ 4 và tuổi của em cách đây 4 năm là Y trừ 4. Thì từ các đại lượng đã cho thì thầy lập được hai cái phương trình. Phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 26, do đề bài cho là tuổi của hai anh em cộng lại là 26. Và phương trình thứ hai, ta dựa vào đề bài ta có được là x trừ 4 bằng 2 nhân với lại y trừ 4. Thì cái đó là do là trước đây 4 năm tuổi của anh gấp đôi tuổi của em, nên ta mới có được cái phương trình thứ hai. Thì từ hai cái phương trình này thì nghiệm của hệ phương trình xy chính là nghiệm của hệ phương trình x cộng y bằng 26 và x trừ 4 bằng 2 nhân cho y trừ 4. Thì ở đây các em sẽ giải tiếp ở bài toán 1 này xem như là bài toán về nhà. Thì ở bài toán thứ 2 tiếp theo, năm ngoái hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%. Đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc. Thì cũng tương tự như bài toán thứ nhất, thì ở bài toán thứ hai này thầy cũng phải lập bản tóm tắt ra. Rồi, thì đối với bản tóm tắt này ta có đơn vị và năm. Thì đơn vị là đơn vị thứ nhất và đơn vị thứ hai, năm ngoái và năm nay. Thì bây giờ ta sẽ lần lượt ta điền vào các ô trống còn lại. Thì đề bài người ta hỏi mỗi năm mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc. Thì mình sẽ lần lượt chọn ẩn và gọi các ẩn đó. Thì ở đơn vị thứ nhất vào năm ngoái thầy gọi là X. Đơn vị thứ hai năm ngoái gọi là Y. Và đơn vị thứ nhất và năm nay là do là làm vượt mức 15%. Thì lúc này thầy có được là x cộng 15% nhân x. Và đơn vị thứ hai vượt mức 12% so với năm ngoái, nên thầy có được là y cộng 12% nhân y. Thì lúc này thầy có được hai cái phương trình. Phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 720 và phương trình thứ hai là x cộng 15% nhân x cộng y cộng cho 12% nhân y thì bằng 819. Thì từ đây thầy có được ở cái phương trình thứ hai, thì thầy sau khi tóm tắt lại thầy được là 15% nhân x cộng 12% nhân y bằng 99. Rồi, sau khi thầy đã tóm tắt xong thì chúng ta cùng giải cái bài toán thứ hai này. Thì ở bài toán thứ hai thầy gọi x tấn là số thóc mà năm ngoái đơn vị thứ nhất thu hoạch được và y tấn là số thóc mà năm ngoái đơn vị thứ hai thu hoạch được. Thì ta có được cái điều kiện cho x và y hai ẩn này là x lớn hơn 0 và bé hơn 720. Tương tự y cũng lớn hơn 0 và bé hơn 720.
Thì vào năm ngoái hai đơn vị thu hoạch được 720 tấn, nên lúc này ta có được là cái phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 720. Thì năm nay do đơn vị thứ nhất vượt mức 15%, tức là nhiều hơn năm ngoái 15% nhân x tấn, và đơn vị thứ hai vượt mức 12%, tức là nhiều hơn năm ngoái 12% nhân y tấn. Theo đề bài, cả hai đơn vị thu hoạch nhiều hơn năm ngoái là 819 trừ 720 bằng 99 tấn, nên ta có được cái phương trình là 15% nhân x cộng 12% nhân y thì bằng 99. Và vậy x y là nghiệm của hệ phương trình x cộng y bằng 720 và 15% nhân x cộng 12% nhân y bằng 99. Thì ta dễ dàng giải được cái hệ phương trình này để ra được hai nghiệm. Nghiệm x là bằng 420 và nghiệm y bằng 300. Và lúc này sau khi ra được hai nghiệm x và y thì ta sẽ thực hiện kết luận và trả lời cho cái câu hỏi của đề bài. Năm ngoái đơn vị thứ nhất thu hoạch được 420 tấn thóc và đơn vị thứ hai thu hoạch được 300 tấn thóc. Thì năm nay đơn vị thứ nhất thu hoạch được là 420 cộng cho 420 nhân 15% thì ta sẽ được là 483 tấn thóc. Và đơn vị thứ hai thu hoạch được là 300 cộng cho 300 nhân 12% thì ta được là 336 tấn thóc. Thì ở đây các em học sinh cần lưu ý là cái phần mà vượt mức 15%, tức là nhiều hơn năm ngoái 15%, thì lúc này ta có được là x cộng cho 15% nhân x. Các em lưu ý cái phần đó. Rồi, đó là bài toán thứ hai. Tiếp theo ta qua bài toán thứ 3. Thì ở bài toán thứ 3 là bài 45 sách giáo khoa trang 27. Thì đề bài người ta cho là hai đội xây dựng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Nhưng khi làm chung được 8 ngày thì đội thứ nhất được điều đi làm việc khác. Tuy chỉ còn một mình đội 2 làm việc, nhưng do cải tiến cách làm, năng suất đội 2 tăng gấp đôi, nên họ đã làm xong phần việc còn lại trong 3,5 ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc? Thì đối với bài toán 3 này thì bài toán này nó khó hơn. Thì các em chú ý, thầy sẽ lập bảng. Thì trước khi lập bảng thì thầy sẽ có những cái hướng dẫn sau đây. Thì các em sẽ lần lượt trả lời cho các câu hỏi của thầy hướng dẫn. Giả sử ít ngày là làm xong công việc thì một ngày làm được bao nhiêu công việc? Ta điền vào dấu chấm hỏi đó thì các em hãy suy nghĩ. Thì cái dấu chấm hỏi này chính là một phần ít công việc. Thì nói lại ha, giả sử ít ngày làm xong công việc thì một ngày làm được là một phần ít công việc. Rồi, tiếp theo thầy sẽ có cái phần mà hướng dẫn cũng như là một cái dàn bài mẫu, và các em sẽ điền vào chỗ trống, lần lượt điền vào để xem coi các em có hiểu được cái bài này hay không. Thì đầu tiên thầy cũng gọi các đại lượng trong bài toán. Gọi ít ngày là thời gian đội thứ nhất làm một mình xong công việc, y ngày là thời gian đội 2 làm một mình xong công việc. Thì lúc này thầy có điều kiện là ít phải lớn hơn 12 và y phải lớn hơn 12. Thì trong một ngày, đối với một ngày, đội 1 làm 3 chấm công việc, đội 2 làm 3 chấm công việc, cả hai đội cùng làm thì 3 chấm công việc. Thì các em sẽ điền vào. Thì hồi nãy cái phần hướng dẫn của thầy đã có gợi ý rồi. Thì một ngày đội thứ nhất làm được là một phần ít công việc, đội thứ hai làm được là một phần y công việc, và cả hai đội cùng làm là một phần ít một phần 12 công việc. Đúng rồi, tại vì ở đây mình thấy là lúc này ta mới có được cái hệ phương trình là cái phương trình thứ nhất là một phần x cộng một phần y bằng một phần 12. Thì cả hai đội cùng làm là một phần x cộng một phần y. Do cả hai đội làm được là xong công việc trong 12 ngày, thì cả hai đội cùng làm trong một ngày thì ta làm xong một phần 12 công việc. Thì từ đó ta có được cái phương trình là một phần x cộng một phần y bằng một phần 12. Đó là phương trình đầu tiên. Rồi, trên thực tế cả hai đội làm chung 8 ngày được.
là 8 phần 12 công việc, thì thầy rút gọn được là 2 phần 3 công việc. Thì công việc còn lại mà đội 2 phải làm, thì cả hai đội làm chung được 8 ngày, đúng không? Thì tổng cộng có 12, nếu mà làm hết công việc á, là phải là phần 12 phần 12, tức là 1. Thì công việc còn lại mà đội 2 phải làm, thì thầy lấy là 1 trừ cho 2 phần 3. Thì số công việc cả hai đội làm chung 8 ngày thì được là 2 phần 3 công việc. Thì cái công việc còn lại mà đội 2 cần làm chính là 1 phần 3 công việc còn lại. Vì tăng năng suất gấp đôi nên mỗi ngày đội 2 làm được 2 phần y công việc. Các em chú ý ha, vì tăng năng suất gấp đôi nên mỗi ngày đội 2 làm được, thì bình thường là đội 2 sẽ làm là 1 phần y công việc. Nhưng mà vì tăng năng suất gấp đôi nên mỗi ngày đội 2 làm được 2 phần y công việc. Từ đó thì có được 3,5 ngày đội 2 làm được là 3,5 nhân cho 2 phần y. Thì lúc này thầy tính ra được là 7 phần y công việc. Thì từ 1 và 2 thì thầy mới có được phương trình 7 phần y thì bằng 1 phần 3. Rồi vậy x y là nghiệm của hệ phương trình. Thì cái phương trình đầu tiên thầy có là cả hai đội cùng làm trong một ngày, là 1 phần x cộng cho 1 phần y bằng 1 phần 12. Còn cái phương trình thứ hai thì nãy thầy mới vừa giải rồi, 7 phần y thì bằng 1 phần 3. Thì từ cái hệ phương trình này thì thầy đơn giản thầy sẽ giải ra được x y hay nghiệm là bằng 28 và y bằng 21. Và lúc này thầy sẽ so sánh cái điều kiện x và y với cái điều kiện của đề bài là x và y phải lớn 12. Thì thầy nhận hết 2 x y này. Và lúc này thầy kết luận là đội 1 làm một mình xong công việc trong 28 ngày, và đội 2 làm một mình xong công việc trong 21 ngày. Đó là kết quả của bài toán thứ 3. Thì ở chương 3 này thầy đã giới thiệu cho các em về ví dụ về 3 bài toán tiếp theo trong dạng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thì tiết trước thì chúng ta đã được học về phương trình bậc nhất hai ẩn, về khái niệm viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ. Thì ở đây phương trình bậc nhất hai ẩn thì khái niệm thì có dạng là AX cộng BY bằng C, trong đó AB khác 0. Tập nghiệm là được biểu diễn bởi đường thẳng AX cộng BY bằng C. Ở phần thứ hai đó là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì cái hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn này thì khái niệm nó có dạng là AX cộng BY bằng C và A'X cộng cho B'Y bằng C'. Và phương pháp giải của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì thầy có hai phương pháp thì tiết trước chúng ta đã được học rồi. Đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Ở tiết 45 ngày hôm nay thì nãy giờ chúng ta đã được giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, tức là ôn lại. Thì để giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì chúng ta có được các bước. Thứ nhất là cách giải trước và sau đó là tới cách dạng. Thì đối với cách giải thì lúc đầu thầy đã nhắc về cách giải của các bài toán, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình rồi. Thì bây giờ mình ôn lại, củng cố lại. Thì các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình như sau. Bước thứ nhất có chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng, biểu diễn đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết, lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Ở bước thứ hai là giải hệ phương trình nói trên. Và bước thứ ba là thầy sẽ kiểm tra xem các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận. Rồi đối với các bước giải thì các em cần lưu ý. Mình phải nhớ các bước có 3 bước. Và đối với cái dạng toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì thầy cũng có thống kê lại một số dạng.
Ở dạng thứ nhất là dạng tìm số thì thầy có một số cái lưu ý. Đối với là AB đại số thì thầy sẽ phân tích ra được là 10 nhân A cộng B. Về đối với bài toán chuyển động thì thầy lưu ý là đưa về cùng đơn vị, thì khi mình gọi các đại lượng thì mình phải đưa nó về cùng đơn vị. Và mình lưu ý ba công thức S bằng V nhân T, V bằng S chia T và T bằng S chia V, trong đó S là quãng đường, V là vận tốc và T là thời gian. Và lưu ý thầy nói nhắc lại là mình phải đưa về cùng một đơn vị. Đối với dạng toán làm chung và riêng thì lại lưu ý như sau. X ngày làm xong công việc thì một ngày làm được là 1 phần X công việc. Thì nãy chúng ta đã được giải một cái bài toán mẫu cho cái dạng làm chung và riêng này. X ngày làm xong công việc thì một ngày làm được là 1 phần X công việc. Các em lưu ý. Rồi đối với dạng toán phần trăm thì thầy lưu ý. Đợt 1 làm được X sản phẩm thì đợt 2 vượt A phần trăm. Đợt đầu tiên là làm được X sản phẩm, đợt 2 vượt A phần trăm thì lúc này thì đợt 2 sẽ làm được là X cộng cho A phần trăm nhân X sản phẩm. Thì cái bài toán này cũng là bài toán thầy đã giải mẫu ở phần trên. Thì các em lưu ý. Và còn một số các dạng bài tập giải bài toán cách lập vận trình ở các dạng khác thì các dạng đó các em phải là tìm hiểu và làm thêm rất nhiều để bổ sung kiến thức cho thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Rồi về hướng dẫn về nhà thì các em cần phải nắm vững các cách giải hệ phương trình và cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, cũng như là làm đi làm lại tất cả các bài tập về các dạng này. Thì tiết dạy của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Thì thầy chúc các em là trong kỳ dịch Covid kéo dài này thì các em chú ý an toàn về sức khỏe, tránh ra đường và cũng như là dành thời gian nhiều cho cái việc học tập và ôn tập ở nhà. Cảm ơn tất cả các em.